trong khuôn viên cổ tự Từ Hiếu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, còn tồn tại một khu lăng mộ thái giám bị đẩy lạnh, hẩm hiu giống như thân phận những vị hoàng khoan triều Nguyễn lúc cuối đời. Thái giám ra đời từ thời Tây Chu ở Trung Quốc. Để được vào cung, các thái giám bị loại bỏ phần sinh thực khí của người đàn ông. Để tránh quan hệ với các phi tần của vua, các thái giám cũng phải bảo quản phần củ quý bị cất ấy một cách rất cẩn thận, vì nếu làm mất sẽ bị chém đầu. Mỗi lần được thăng quan tiến chức, các thái giám cũng phải đem phần củ quý của mình để đến trình với người có địa vị trong triều đình để xem. Thời nhà Nguyễn cũng có tuyển dụng thái giám vào cung để phục vụ. Ước tính trung bình, mỗi đời vua của nhà Nguyễn có khoảng 200 vị thái giám. Thông thường có hai nguồn để tuyển chọn vị thái giám. Một là giám sinh và hai là những người con nhà nghèo phải để con vào cung để cắt bỏ cô quý để làm thái giám. Giám sinh có nghĩa là người đã sinh ra đã ái nam ái nữ. Thời đó, ở bất cứ làng nào tại Huế, nếu sinh được giám sinh thì đó là phúc của cả một làng. Các giám sinh thời Nguyễn thường được gọi là ông bộ. Khi giám sinh được tiễn vào hoàng cung, nhà vua sẽ ban thưởng bổng lộc. Tuy nhiên, nếu có giám sinh mà không khai thì sẽ bị phạt rất nặng. Các thái giám sẽ sống suốt cuộc đời trong cung đến cuối đời. Khi về già, họ sẽ nằm chờ chết tại tòa nhà phía bắc hoàng thành, gọi là cung giám viện, chứ không được chết ở trong cung. Hiểu được cái kết cục bi đáp ấy, nên nhiều thái giám đã dành dụm tiền từ lúc còn trẻ khỏe để tìm một nơi chôn cất cho chính mình lúc chết. Và khu nghĩa địa thái giám triều Nguyễn ở chùa Từ Hiếu ra đời trong một cái hoàn cảnh ấy. Tương truyền, trong quá trình mở rộng Thảo Am Đường thành chùa Từ Hiếu, có sự đóng góp không nhỏ của một thái giám nhà Nguyễn có tên là Châu Phước Năng. Có lẽ cũng vì sự thấu hiểu số phận hẩm hiu khi chết, cho nên vị thái giám này đã nhắm chùa Từ Hiếu là nơi an nghỉ cuối cùng cho cuộc đời mình. Để thực hiện ý nguyện, vị thái giám Châu Phước Năng kêu gọi các thái giám trong triều Nguyễn góp phần, góp công mở rộng Thảo Am Đường để sau này có nơi yên nghỉ, và việc làm này cũng được vua Từ Đức chấp thuận. Do có công đóng góp trong xây dựng chùa, nên các thái giám này được chôn cất tại một quả đồi nhỏ nằm bên cạnh chùa Từ Hiếu. Vì sự hiện diện của khu lăng mộ này mà chùa Từ Hiếu còn có một cái tên gọi khác khá là lạ, đó là chùa Thái Giám. Hiện nay, lăng mộ Thái Giám triều Nguyễn nằm trong khuôn viên chùa Từ Hiếu hoang lạnh, ít người tới thăm và hẩm hiu như chính thân phận của những vị thái giám đang nằm dưới mộ kia. Để hiểu rõ thêm về những ngôi mộ lạnh lẽo kia bên cạnh chùa Từ Hiếu, Bùi Hồ và anh Phụng kênh Huế Review mời cô bác quý anh chị cùng điểm sơ qua những cái lăng mộ lạnh lẽo kia. Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Bùi Hồ đang có mặt tại Thừa Thiên Huế á. Và trước mặt cô bác quý anh chị đó là tổ đình Từ Hiếu. Và ở trong cái tổ đình này có một điều đặc biệt vô cùng thú vị mà Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị. Thật ra thì đến đây để mà tìm một cái nơi coi như là linh thiêng, là cái nơi gọi là khu mộ của các vị thái giám. Tại sao các vị thái giám này lại sau khi mất thì lại chôn nơi này, và tại sao chỉ dành đặc biệt cho các thái giám thôi, thì đó là một điều mà thu hút Bùi Hồ cũng như là anh Phụng muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị ở đây. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ chạy vô đó ha, để cùng tìm hiểu về lăng khu mộ của các thái giám. Chạy thôi. Cái khu mộ này có trước rồi sau đó là mở có đình xây đúng không anh? Nguyên cái gốc để có được cái chùa này á, là thực ra là do một vị thiền sư rất là lúc trước là được vua sủng ái, sau đó là cáo lão hồi hương và về mở một cái trường học
Tuy nhiên thì sau này thì các vị thái giám là nghĩ rằng là sau này nếu như mà chết đi á, thì cũng sẽ đi lang bạt đây đó, không có chỗ ở trong thân. Do đó là mới xin cái vị thiền sư này một cái miếng đất để mà có thể là chôn ở trong cái ngôi chùa này. Do đó là mới có nên cái sự tích là bây giờ là chôn các cái vị thái giám ở trong cái ngôi chùa này. Thật ra ở đây là một cái ngôi chùa thôi. Đấy. Nhưng mà nó là chôn các cái vị thái giám là cũng với cái mong muốn là vì chết về là không có bị cô độc và coi như là được tụ họp với nhau. Đó. Thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cái ngôi, những cái ngôi mộ của các vị thái giám đó sau khi mà Bùi Hồ vào trong cái ngôi chùa này. Từ là từ bi. Đó, thì bây giờ mình sẽ chạy vô một cái đoạn đường cũng khá là xa để đến cái khu mộ này. Bên đây à. Sau một hồi lẩn quẩn thì mình với lại anh Phụng cũng tìm đến cái nơi đặc biệt nhất, đó là chùa Từ Hiếu. Và đây là cũng là một cái cổng tam quan luôn. Bây giờ đi qua đây anh ha. Đúng rồi, mình đi qua cổng phụ, không được vô cổng chính. Ở đâu cũng vậy, ở Huế là vậy. Không thấy là qua cổng phụ. Thì đập vào mắt cũng thấy bình phong nè, thấy không? Trước bình phong đây là cái yếu tố thủy tụ nằm đây luôn, thủy tụ. Cái hồ luôn. Mỗi khi đến Huế thì phải nhắc đến hai chữ phong thủy. Đúng rồi, Huế là rất nặng về phong thủy. Bởi vì theo quan niệm của người xưa là phong thủy rất quan trọng. Dạ. Nhìn chung thì khu vực này nó rất là yên bình. Đó, ở đây có cái đặc biệt là nó giống, khá giống cái chùa Thương Mụ là ở trên nó có một cái vị đó, vị pháp quan ở trên. Pháp quan. Đấy. Thì dạng là giống như bên Trung Quốc là hay thờ Quan Vương Trường á. Còn mình ở đó là giống như là một vị bảo vệ đó, một ông thần bảo vệ. Mặc dù nếu như cái nơi nào mà không có nước thì cái thời triều Nguyễn họ vẫn tạo một cái lá làm sao cho có nước, nhân tạo ra hết. À, nó tạo trước mặt cái hồ. Cô bác của anh chị thấy được cái bình phong bên đằng trước không? Đó, bình phong đó là nơi mà cổng chính đi vào thì luồng khí không để đi theo cái, bị bình phong nó cản lại và có thể dạt qua hai bên nếu như là khí độc. Đó. Và ở trên đó thì có một cái vị quan nhìn xuống vô trong. Đúng rồi. Để coi như yếu tố phong thủy trừ bảo tà. Bảo vệ trừ tà. Bây giờ mình đi vô trong thôi. Đây là cái đường chính lên chùa. Chùa Từ Hiếu thì thời gian vừa qua cũng có trùng tu cái phần chánh điện. Dạ. Bây giờ hôm nay là trùng tu xong rồi, nhìn rất là đẹp. Chùa Từ Hiếu này thì được xây dựng từ thời vua Minh Mạng hay ha? Đúng rồi. Xây dựng từ thời vua Minh Mạng và thời vua Từ Đức chứ không phải Minh Mạng. Từ Đức hả? Từ Đức. Vì Từ Đức là một cái ông vua rất là hiếu thảo. Dạ. Và cảm phục được cái tấm lòng của vị thiền sư tổ đình đó, do đó là cho xây dựng một cái chùa ở đây. Vậy là ngài cũng là một người theo Phật ha? Đúng rồi. Đấy, mình có thể quay cái chính diện bên trong. Bây giờ có lẽ là hiểu thêm thì anh chia sẻ cho em với. Ở đây thì xét về mặt kiến trúc thì nó cũng khá là đặc biệt, là bởi vì nhiều ngôi mộ. Ở đây là một ngôi chùa nhiều mộ nhất. Thấy các sư Quét La Đa nhớ một câu con vua giải sượt Quét La Đa. Dạ con chào các thầy. Dạ chào thầy. Dạ. Đây thì trước tiên mình sẽ vào tham quan cái chánh điện. Cái kiến trúc nhìn đẹp quá. Đúng rồi, cái kiến trúc ở đây đây là mới được trùng tu lại. Đã nhất là cái kiến trúc của triều Nguyễn rất đẹp. Ở đây có hai cái bia này, hai cái bia hai bên. Đó là cái phong thủy chung luôn á. Không, cái bia đó là những cái công ca công lao các cái đời của các cái vị chủ trì á. Và được vua ban thưởng. Bia này là vua ban hả? Đúng rồi. Để mà được vua mà khắc tên lên đây á, hay. Nói chung là vì mình cũng không biết chữ Hán ngôn, do đó là mình cũng không thể dịch được. Tuy nhiên là nội dung chính là như vậy. Thôi bây giờ chắc anh em mình em tắt máy, thắp nhang một cái. Ok. Ha.
đẹp quá. À, nói chung là thông tin là như vậy, tại vì á là khi xưa mà tổ khai sơn ở đây á là tổ Thánh Thiên Nhất Định, thì cái thời gian đó là tổ về dưỡng bệnh ở đây, tổ chăm mẹ già, thì cái am á gọi là am dưỡng nền, cái nền đó chụp cái lăng mộ đầu tiên nó gọi là khi xưa là cái am gọi là an dưỡng am, tổ nuôi mẹ ở đó, chăm mẹ ở đó, thì là nhỏ đó, về sau khi mà cái thời gian đó về bắt đầu sau thì cái đức hiếu hạnh của tổ được các quan trong triều đình đều biết tới, thì bắt đầu người ta mới kéo mới về đây nhiều, lúc đó thì mới xin tổ là để xây dựng lên một cái ngôi chùa khang trang luôn, nhưng mà tổ không đồng ý tại vì tổ đã từ bỏ hết rồi. Thì cái về sau này, cái ngày mà khi mà tổ tịch đi rồi á, thì đệ tử của tổ thì bắt đầu mới xây dựng lên tổ đình, thì lúc đó là nhờ các thái giám ở đây, thay qua thái giám ở đây thì họ cúng đất với họ cúng tiền vô để họ xây dựng lên ngôi chùa để cho người dân tới thờ cúng, với lại một phần để là kỷ niệm về tổ. Thì các vị thái giám đó khi mà mất á, thì được có một cái khu đất riêng đó để chôn đó cho quý thầy hàng năm, thì cũng có để làm lễ để nhớ đó quý vị. Trong phải ra trong chánh điện và phía sau chánh điện trong kia có một cái khu để thờ mấy vị quan, mấy vị thầy giáo đó, có con duyên trong đó. Dạ. Còn ở đằng sau này là mộ hả thầy? Mộ các vị thầy giáo á? Cái này cũng là mộ của vị thầy giáo, có một khu lăng thầy giáo, rồi đây có mấy mộ này thì thầy cũng không rõ nữa, nhưng mà cũng có một vài vị thầy giáo, nhưng mà tập trung nhất là ở khu lăng viện đó là lâu nhất. Dạ. Rồi, cảm ơn thầy nhiều. À, xin phải lỗi với thầy là danh thầy gì hả thầy? Là Bạch Vân. Trời Bạch Vân. Dạ, trời Bạch Vân. Dạ. À, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy Bạch Vân. Dạ. Thầy nói hay nha. Đi hướng này ra thầy ha. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Cảm ơn thầy. Theo chia sẻ của thầy Bạch Vân thì có lẽ là thầy là một người rất là am hiểu về Phật học, về sự tích cả chùa Tịnh Hướng như thế này. Và hôm nay thì giờ này thì Bùi Hồ cùng với lại anh Phùng sẽ đi đến một cái nơi lăng mộ của các vị thái giám trong triều đình xưa. Thì bây giờ mình đến đây để mình viếng các vị ha. Tại vì ngày xưa thì các vị thì sau khi mất thì các vị cũng lo cho mình cái nơi an nghỉ. Đúng rồi. Mà trước đây á, thì chưa có xây cái phần này đó. Các vị an nghỉ thì chưa biết ở đâu, nên bây giờ các vị xây vô đây ở luôn ha. Đấy, thầy Bạch Vân nói ở đây ha. Đúng rồi. Ở đây là ba ngôi mộ, là có một cái miếng bia hả? Cái này là cái bia này ghi chung. Ghi chung. Chứ còn lại là thật ra là mỗi cái nấm mộ là một người. Ừ. Cái khuôn viên này cũng khuôn này lớn ha. Cái này cái này thì theo tương truyền á là sau khi thiền sư Nhất Định, như thiền sư là thiền sư lúc nãy mà thiền sư mà thầy Bạch Vân kể, Bạch Vân kể á, thì cái thảo am đường là được tu sửa và mở rộng thành cái chùa Từ Hiếu. Dạ. Là cái thảo am đường là cái nơi mà cô bác anh chị thấy là cái nơi mà chỗ an dưỡng lúc trước luôn đó. Đúng rồi. Là bây giờ là lúc đó thì có một cái vị thái giám tên là Châu Phước Năng. Ừ.
Đấy, đúng rồi, mình nhớ là cái tên là Châu Phước Năng. Và nhận ra cái số phận của các vị thái giám khi mình về già là không có người thân, cũng không nơi nương tựa. Mà sau khi mất thì lại hiu quạnh đúng không? Đúng rồi. Và để khi chết đi thì không có nơi thờ tự, hương khói. Thì do đó là thiền sư mới kêu gọi các cái vị thái giám trong cung đình, trong hoàng cung á, là gom góp của cải của mình để mà xây dựng nên một cái khu vực lăng mộ như thế này. Để mà khi về già hay mất đi sẽ được có nơi an nghỉ. Thì ngôi chùa này á, chính vì vậy mà mọi người thường được biết đến với ngôi chùa gọi là chùa Thái Giám. Thì thật ra gọi là chùa Thái Giám thì quý vị hoặc mọi người cứ nghĩ là đơn giản là cái không phải là cái ngôi chùa này chôn toàn Thái Giám. Đúng mà, rồi. Mà thực ra là nó có một cái khu vực mà như bạn Bùi Hồ bây giờ đang quay á, là chôn các cái vị Thái Giám ở đây. Đấy. Và cái vị Thái Giám đầu tiên mà chôn ở đây là Thái Giám Châu Phước Năng. Đó, với những cái điển tích như vậy thì bây giờ chùa Thái Giám là một cái ngôi chùa rất là độc đáo, tâm linh, rất là tâm linh. Mà nơi đây lại thu hút cái lượng cái Phật tử á. Đúng rồi. Và đây hành hương rất là nhiều. Ngoài nơi đặc biệt là nơi an nghỉ của các vị thái giám trong triều đình, còn là nơi của các bậc chân tu mà họ giác ngộ đạo đắc đạo được. Chính xác luôn. Bởi vậy là bây giờ có một cái nét đặc trưng là quý vị và mọi người có thể thấy là ba cái nấm mồ nhưng mà tu chung một cái bia. Dạ. Đấy. Thì đơn giản là cứ hiểu rằng là cái bia này á, thực ra là mình đọc không có biết chữ Hán, do đó là mình không thể đọc được. Dạ. Nhưng mà thường niên á, mỗi năm á, là con cháu của những cái vị thái giám này thường tìm đến đây để mà cúng viếng, để mà nhớ về tổ tiên. Nhưng mà thái giám sao có con cháu? Hả? Thái giám sao có con cháu? Cái đời trước mà. Cái đời trước cũng dòng họ ha, dòng họ về sau hồi về trước á, là cùng một họ hay một dòng tộc gì đó. Yeah. Họ sẽ đến đây để thăm viếng. Đôi lúc là các vị thái giám đó là em của một cái ông anh nào đó, cậu đó ha, cậu hay là ông bác gì đó. Là sau đó con cháu mới về đây, là cháu chắc rồi mới về đây. Yeah. Để mà cúng viếng. Bởi vậy là mọi người thấy là nhang khói rồi rất là đầy đủ. Em thì nhận thấy ở đây các phần mộ đó anh, thì có cái nấm màu sao nè. Nhưng mà ở đây thì lại thấy cái phần mộ này nè, không có bia nè, với lại phần mộ ở bên kia đó của vị đó, các vị đó, thì lại ở đây thì lại bằng phẳng nè, lại cây cỏ mọc lên là như thế nào hay anh Nguyên Phùng? Đây, bây giờ như Bùi Hồ với quý vị thấy là chúng ta có thể thấy là có ba cái bậc. Đấy, tức là mỗi hàng là một bậc. Và ba bậc nó tương ứng với các cái vai trò và các đóng góp khác nhau của các thái giám. Đúng rồi. Thì bậc trên cùng là thái giám Châu Phước Năng. Là cái bậc trên cùng. Và Châu Phước Năng chính là cái người đầu tiên là đi xuất. Đây nè. Đó, cái bậc trên cùng nè. Đây chính là cái tấm bia mà được hoàng thượng sắc phong đó. Đó. Còn ở đây là cái bậc trên cùng. Cái bậc trên cùng này là của thái giám Châu Phước Năng. Và các con cháu của các cái vị mà thái giám cùng thời với là. Đúng rồi. Rồi toàn bộ cái khu vực này á thì nó lại có 25 ngôi mộ. Đấy, tổng cộng là có 25 ngôi mộ tất và tất cả đều chữ Hán hết ha. Tất cả đều là chữ Hán. Và các cái phần chữ trên bia như quý vị có thấy là nó bị pha nhạt, chúng ta đọc không có rõ nữa. Tuy nhiên thì có hai cái phần mộ mà như lúc nãy mà Bùi Hồ thắc mắc đó là nó không có giống như các phần mộ khác là những cái ngôi mộ gió, tức là không có thi hài. Thì trên bia này là chủ yếu đây là một phần này. Bên kia một phần là hai cái phần gió. Thì trên bia chủ yếu là ghi rõ họ tên, chức vụ, quê quán và ngày mất của các thái giám thôi. Như đây là mình thấy phần này bị phai mờ nè. Đúng rồi, này. Chữ nó bị phai mờ đó. Mình không có còn nhìn rõ được nữa. Ba hàng là trên bia này là chỉ ghi là công tức là ghi tên, địa chỉ, quê quán của các vị thái giám.
thì mọi người cũng có thể thấy là sau cái gõm tam quan là cái bình phong. Ở đây thì không có cái bình phong giữa, bình phong trước mà chỉ có bình phong hậu. Đấy, thì cái khu này là để bảo vệ cho nguyên cái toàn bộ khu lăng mộ này. À, phong thủy ha. Yếu tố phong thủy cũng thấy rõ. Ở cái bình phong này rất là lớn, tất cả các vị quan trong triều Nguyễn đều phải có bình phong. Đúng rồi. À, trong phần họ nơi các vị đó sống hoặc là nơi an nghỉ cũng vậy, đều có phải có bình phong. Thực ra mà nói thì theo như mà cái thời quân chủ á, thì các vị thái giám đôi lúc có những cái vị thái giám cái quyền cao chức trọng á. Ừ. Và cái vai trò của họ cũng khá là quan trọng trong triều đình. Chính vì vậy mà họ không muốn mình sau này về sau khi mất là họ không có danh nghĩa gì hết. Chính vì vậy mà nhờ cái thiền sư nhất định gợi ý mà các vị thái giám đồng tình để cúng dường, ủng hộ và góp để xây dựng cái khu lăng mộ này. Anh có nắm được cái diện tích lăng mộ này là bao nhiêu không? Khu diện tích lăng mộ này hả? Ừ. Tìm đến một cái nơi tâm linh như thế này cũng là nơi lưu giấu lại cái lịch sử của 13 vị vua ngày xưa, 13 triều đại vua ngày xưa, với hơn 200 vị thái giám. Và trong đây thì hiện nay có 25 ngôi mộ, thì trong đó hai ngôi mộ là gọi là ngôi mộ gió đó. Thì nơi đây rất là thanh tịnh và được nằm trang trọng trong một cái khuôn viên của ngôi chùa Từ Hiếu tổ đình từ hiếu như thế này. Và cái đình này cũng rất là đặc biệt, nó đình là nơi là được vua Tự Đức gọi sắc là gì? Tứ sắc tứ Từ Hiếu tự Từ Hiếu là đặt tên cho Từ Hiếu.